trang phục này thì cũng do bàn tay của bà xã rất là thức cả đêm ngày hôm qua, và bà xã ốm nhưng mà cũng thức cả đêm để mà làm cho hai cái bộ áo vest này nó phù hợp vào chương trình cho những bài hát. À, tùy theo chương trình, nếu mà chương trình có nhà thiết kế những thời trang tài trợ thì cũng đỡ lo. Có những chương trình thì không có tài trợ về cái trang phục thì bà xã lo. Cũng cùng nhau, anh với bà xã cùng nhau đi tìm những cái vải rồi về design như thế nào để cho nó phù hợp vào cái bài hát, cái tiết mục. Cái kiểu hát của anh thì nhạc tình mà, nó cũng không phải là quậy đâu quá. Thành ra là cái trang phục nó cũng đơn giản, không có cái gì cầu kỳ lắm. Thì nhân đây cũng mượn làn sóng này cảm ơn bà xã rất là nhiều. Lo rất là chỉnh chu cho hai bài hát, dù đang cảm như thế này mà lo cho ông xã để mà đi thi hành một cái điệp vụ mới mẻ như thế này. Thì cứ là những ngày nghỉ, những ngày không làm việc thì cứ ở nhà quấn quýt với nhau rồi tìm những cái gì mới lạ trong âm nhạc. Muốn mỗi một lần mà mình xuất hiện hay là mình thể hiện một bài hát nào đó thì có, dù là bài hát rất là xa xưa nhưng mà cách thể hiện nó cũng phải mới mẻ một chút. Bà xã rất là quan tâm đối với những bài hát, và cũng cùng với anh chọn những bài hát để cho mỗi lần anh hát để mà làm hài lòng khán giả. Bà xã thì rất là năng động, nghề là về thẩm mỹ. Nghề của bà xã là thẩm mỹ, về làm tóc, làm đẹp, rồi bây giờ lại bước sang quần áo thời trang, trang phục. Ưu điểm của bà xã là rất lo cái sức khỏe cho anh, và đồng thời cứ nghĩa là quan tâm đến cái công việc làm của anh để mà hỗ trợ hết mình là những cái gì mà được đẹp nhất, những cái gì mà hoàn hảo nhất. Thì bà xã rất là lo lắng cho anh. Bà xã thì cũng có ảnh hưởng gì trong cái việc mà cho anh một cái gọi là vẻ đẹp không tuổi này của kiểu kiểu. Bà xã ganh lắm. Bà xã nhiều khi nói đùa, nói tôi nhìn ông là quỷ chứ không phải người. Ông trẻ hoài, cứ trẻ mãi. Thì anh cũng có cái lời khuyên các bạn trẻ, nhiều khi chúng ta sống trong cái thời gian trẻ trung, chúng ta ỷ lại cái sức khỏe đó, trẻ thật là phung phí, mình đài đọa cái thân thể mình quá thì coi chừng một ngày nào đó là nó đài đọa lại mình đấy. Thì giữ cái gì cũng chừng mực thì sẽ giữ được một cái thể lực tốt, một cái nhan sắc tốt, một cái dáng người tốt. Ngày xưa anh cũng uống rượu nè, cũng hút thuốc. Ôi trời ơi, hút thuốc nghĩa là một ngày nhiều khi cả hai gói ba gói, khi mà đánh bia thì cũng hút rất là nhiều. Nhưng mà tới năm 2002 đó, anh thấy thì nếu mà tiếp tục mà uống rượu hút thuốc thì cái giọng hát của mình nó sẽ dễ bị xuống lắm. Thì anh dứt khoát bỏ thuốc, bỏ rượu, không có dùng đến nữa cho tới hôm nay luôn. Trong sự nghiệp của mình thì anh Tú cảm thấy mình song ca với ai là nam với nữ đi. Ok, nếu mà nói về nữ đi, được rồi, bởi vì là cả cái show này thì mình cũng nói về chú Thái Châu rồi. Nói về nữ thì hiện tại tính tới thời điểm bây giờ thì Tú thấy là những cái bản mà Tú hát với Lily ấy, là những cái bản mà được công chúng yêu thích nhất. Đấy, cũng có hát một số bạn nữa nhưng mà chủ yếu là song ca cùng Lily. Cái điều mà để mà song ca nhiều nhất đơn giản là ngày xưa chơi với cả nhau, sau đó ở cạnh nhà nhau luôn, thành hàng xóm. Và sau đó cứ tập cùng nhau, hát cùng nhau, rồi post mấy cái bản cover hoặc là piano để thì mọi người hưởng ứng. Thế sau đó là bầu show gọi show, chương trình gọi show, rồi công ty này công ty nọ gọi show, nói chung là mọi người quý lắm. Thế là từ đấy là Tú và Ly bắt đầu hát nhiều hơn những cái bản cover, những cái sản phẩm rồi đó. Là do cả hai nó có một cái tình cảm gì đó với nhau mà khi mà hát thì các cái sản phẩm được đón nhận nhiều như vậy không? Dĩ nhiên rồi, khi mà mình hát thì mình phải có tình cảm chứ. Ví dụ kể cả ngay đơn thuần thôi, Tú với cả chú Thái Châu hát là phải đồng điệu được cảm xúc, không đồng điệu là văng ra liền. Bạn để xem, bạn hát karaoke mà hát với cả cùng người mà cái
cùng cái kiểu mình hát đấy, bạn đã lắm. Chứ còn hát một cái người mà kiểu khác, lệch sóng với cả mình, là mình chỉ muốn không hát thôi. Đấy, thật sự là như thế. Thế cho nên là hát là phải có tình cảm. Nhưng mà đây gọi là tình cảm trong âm nhạc, tình cảm trong cái tâm hồn, đồng điệu trong tâm hồn. Nó quý lắm, thật sự nó rất quý. Đấy. Vừa rồi thì mình có nghe một bản song ca của bạn thì là Lily, thì cũng thấy rất là đáng yêu, và tức là mọi người cũng rất là thích cái khoảnh khắc mà hai bạn dành cho nhau khi mà hát những cái ca khúc đó. Thì biết mọi người đẩy thuyền thì có vẻ các bạn có cảm thấy như nào, bạn cảm thấy như nào khi mà được đẩy thuyền với Lily? Mình cảm thấy ngượng và xấu hổ thôi, cái này nó thật, chia sẻ thật. Lúc đấy kiểu mặt cứ bị xấu hổ ấy, mặt đỏ bừng lên, chỉ vậy thôi. Chứ còn không muốn kể sâu hơn về cái chuyện cảm xúc của đôi lứa đấy, kiểu vậy.